hai bên xuất phát vị trí chéo nhau trong map Tanarim Onpa. Thông thường thì các Protoss cho rằng các game thủ Terran sẽ bất lợi trên cái map Tanarim này, nhưng chúng ta hãy chờ xem tại sao Mustang lại chọn map này. Vâng, ở game trước thì bên Ten đã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ của mình. Bên Ten lên với cái phong cách phòng thủ, cái đợt gây áp lực sớm từ hai barrack, và tiếp theo đó anh ấy tách lên HT sớm, rồi cuối game mới có những con Colossus đầu tiên. Và với những pha Storm khá đẹp mắt thì anh ấy đã tiêu diệt được những pha Boots bằng Marine Marauder Medivac rất hiệu quả, và trong đợt tấn công cuối cùng anh ấy cũng đã quăng quả Storm vào những vị trí khá là hiểm, nơi ba vị trí mà những barrack rồi những các công trình của Terran chặn hoàn toàn đường chạy của, không cho các đội quân bio chạy đi đâu. Và cũng có thể thấy là macro trong game vừa rồi thì bên Ten đã hơn hẳn khi mà anh ấy đợt push cuối cùng đã nổ ra khi anh ấy có upgrade cộng 3 attack, cộng 3 ammo và cộng 1 shield. Opening của Mustang vẫn là ăn ba ga, vẫn là cái opening lúc trước thì phải, khi mà anh ấy có lẽ anh ấy sẽ xây reactor là cái opening chính xác, là opening lúc nãy. Của bên Ten đang giữ vị trí Sanaga Tower phía 6 giờ. Vâng, như vậy là Robotic Facility rất xây 2 ga cho Menten. Stalker đã tiêu diệt được con SCV Discount, không biết SCV có nhìn thấy không, nhìn thấy cái ga thứ hai, và cũng không, có lẽ không kịp, có lẽ anh không biết anh có click kịp vào cái nhà robot này hay không. Marine nếu đặt vị trí lẻ như thế này thì Stalker sẽ dễ dàng cai được, rất dễ dàng, bởi vì range của tầm bắn của Marine chỉ có 5, còn tầm bắn của Stalker là 6, và Stalker có 80 shield để chống đỡ nữa. Bunker bây giờ mới được xây, nhưng với số lượng Marine khá lớn, Ben 10 đã không đủ tự tin để micro lại đối thủ của mình. Tech Lab Barrack đã hoàn thành và Terran đang thừa tới 300 ga. Lần này anh ấy đã hoàn thành Command Center sớm hơn rất nhiều. À, lại một lần nữa Mustang đang tech lên khá sớm, theo tôi là như vậy. Engineering Bay cũng đã được đặt xuống. Lần này thì macro của Mustang tốt hơn game trước khá nhiều. Anh ấy thiên cái build opening lần này của anh ấy cũng thiên hướng của anh ấy cũng macro rồi, rất là tốt. Nexus thì bây giờ mới được một phần
2/3. Combat Shield đã được nâng cấp trước Slow và Steam. Lựa chọn khá là thiên hướng ưu tiên rất Marine. Observer của Benten đã đến được bay của đối thủ Mustang rồi, và một Hellion đã được xây. Vẫn như game trước, anh ấy sử dụng một Hellion, có lẽ là đi scout. Armory được xây, không biết Mustang có định mix vào Thor hay không. Theo tôi đoán là như vậy, bởi vì xây Armory cá sớm không phải nhằm mục đích upgrade, thì theo tôi chỉ có để lên Thor mà thôi. Ta không biết cái build này là của game thủ nào, khá là lạ mắt. SCV có một tang, có lẽ là định expand một trộm ở phía dưới này chăng. Anh ấy vẫn chưa phá đá, cả hai bên đều chưa có ý đồ phá cục đá mỏ ba của mình. Và các game thủ Terran thì nên có ít nhất một cái turret ở vị trí này. Chỉ có 100 tiền mà thôi thì hoàn toàn có thể chống được observer đối thủ, check xem quân đội mình có gì. Và có vẻ như vẫn chưa có Thor được xây, bởi vì liên tục là những nâng cấp tốn rất nhiều ga cho Mustang. Một refinery của anh ấy đang để thừa một con SCV đứng chơi ở đây. SCV này hoàn toàn không, có vẻ như là luôn luôn thừa một SCV, khai thác khá rất là không hiệu quả. Vâng, có vẻ như mid ra line ra cái SCV, cái Obiter Command ra phía ngoài. Hiện Mustang đang bị supply kép, ngay lập tức anh ấy đã xây hai supply depot. Steam sắp hoàn thành Thor, con Thor đầu tiên sắp được đẻ ra. Thor ở đây, và Benten sẽ nhìn thấy điều này. Nhưng anh ấy đã có tới 2 Immortal, và Zealot cũng sắp có chắc. Marine không check được việc Benten có ăn mỏ ai không. Nếu mà check đối thủ có ăn mỏ ai không thì nên chạy đường vòng như thế này. Hai Immortal đã cử ra phá đá. Upgrade cộng 1 attack cho Mech, cộng 1 cho Bio đã hoàn thành rồi. Benten thì lại đang nâng Blink, và anh ấy sau khi thấy Thor đã quát thêm một Immortal nữa. Anh ấy luôn ưu tiên cộng một giáp trước, có lẽ là với cái đam đã rất to của unit Protoss rồi. Vâng, sau khi xây nhà thì Protoss đã bị kẹp, không có quy hoạch thì rất hay bị rơi vào tình huống như vậy. Chúng ta cùng check income thì Mustang lại một lần nữa bị behind về số lượng worker. Và cái Templar Archive và xong đây, vâng, đây chính là Templar Archive. Như vậy sẽ có HT tham gia vào combat. Fast scan đã, có vẻ như đã tiêu diệt được con observer ở đây rồi. Thêm một factory xây tech lab nữa, như vậy đội quân của Mustang sẽ mix vào khá là nhiều Thor đây. Và theo tôi, với số lượng Thor như vậy, anh ấy nên research đạn pháo 250 ly của Thor để tận dụng được 150 energy này, để không bị feedback. Và chỉ cần một lần bắn thì Immortal ngay lập tức sẽ bất động và bị tiêu diệt ngay lập tức. Chỉ có điều là Thor sẽ mất 2 giây để chuẩn bị cát. Đây khá bất lợi khá lớn.
Nhưng mà với số lượng Immortal nhỏ thì 2 giây đó chưa phải là vấn đề gì. Benten lại lại sẽ anh ấy sẽ blink lên, chạy được một con Stalker của mình. Marimaru đã có Steam nhưng anh ấy đang chạy lên phía trước. Thor đang tận ở phía sau. HT đã có chưa? Chưa có. Anh đã mọi con thành A trông rồi và không có HT để feedback Thor. Pha scan. Army Spy khá cân bằng Steam. Thor anh ấy link micro lùi nhưng Cockfield khá đẹp. Chỉ còn hai Thor mà thôi. Bio chết quá nhanh. Với Zilot chát vào thì Thor ngay lập tức bị tiêu diệt. Không phải là điều khó hiểu. Mutant đang ăn mỏ 3 nhưng hiện tại số lượng SCV quá thấp. Số lượng army của anh ấy không biết liệu có phòng thủ được bút này hay không nữa. Thời điểm hiện tại đã là 16 phút. Hai game liền sử dụng build này của Mustang có lẽ là đều đã thất bại. Thực ra là một mà thôi, tôi xin lỗi. Nhưng opening khá giống nhau và những pha Steam của Marine và không combat và không hề có medivac. Điều này sẽ khiến anh ấy mất máu khá là nhiều. Một Warp Prism đang có trong tay 4 HP, anh ấy đang warp thêm Zealot bằng Warp Prism này. Một Observer đi scout. Thêm rất nhiều Zealot warp in. Combat nổ ra rồi. Zealot chạm vào và không hề micro lùi. Steam Bunker vẫn còn sống nhưng Thor đã tiêu diệt hết, bị tiêu diệt hết rồi. Tình thế khá là khó khăn cho Mustang rồi. Vâng, thậm chí Benten còn chưa sử dụng HT của mình.